Rất vui được gặp quý vị và các bạn trên kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn ơi, từ trước đến nay, Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia có nền kinh tế thú vị nhất thế giới. Về vị trí thì họ là nước phát triển có nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới với dân số chiếm đến 1/5 dân số hành tinh. Đa phần thì những người Trung Quốc có tinh thần đoàn kết, đặc biệt là khả năng kinh doanh buôn bán rất giỏi, nên dù có đi đâu thì họ cũng làm ăn được. Vì thế, tại đất nước này xuất hiện rất nhiều tỷ phú xếp hạng cao trong danh sách tỷ phú thế giới. Nổi bật là các nhà tỷ phú Vương Kiện Lâm, Lý Gia Thành và Mã Vân, Jack Ma, v.v. Và chúng ta phải công nhận rằng Trung Quốc là quốc gia đông dân, tài giỏi. Đặc biệt là người Trung Quốc có nghệ thuật buôn bán rất khéo léo và tinh tế. Đó là những bài học quý báu đúc kết ra được từ người xưa. Vì vậy, hôm nay, Bí Quyết Thành Công sẽ dành ra một video để khai thác về nghệ thuật buôn bán của người Trung Quốc. Các bạn hãy cùng tìm hiểu và học hỏi những kinh nghiệm thành công ngàn đời này nhé! Bí Quyết Thành Công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí Quyết Thành Công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh và sớm nhất. Đến với bí quyết làm giàu đầu tiên của người Trung Quốc mà Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ với các bạn. Đó là bí quyết kinh doanh bất ngờ các bạn ạ. Có một vị hoàng đế sáng lập ra nhà Minh thì cuối năm đó ông ra lệnh rằng nhân dịp đầu năm lệnh cho mọi nhà phải treo câu đối trước cửa. Sau đó hoàng đế thân hành đi thăm xem dân tình của mình treo câu đối ra sao. Có một cửa hàng kinh doanh thịt heo rất may mắn đã được thiên tử thân hành viết câu đối cho cửa hàng để thu hút khách. Đôi tay mở cửa sinh tử, một nhát chặt đứt thị phi. Chủ cửa hàng đã ngay lập tức cho khắc câu đối đó của Thánh Hoàng ở hai bên cửa hàng. Người dân khắp nơi kháo nhau về cửa hàng thịt được nhà vua ban tặng câu đối. Họ cho rằng thịt heo ở đây chất lượng vô cùng tốt. Đến thiên tử cũng phải thích nên người dân kéo đến mua nườm nượp. Có thể nói việc ông chủ cửa hàng đã khéo dùng danh của đức vua làm nổi hàng hóa của mình chính là một bí quyết tạo ra sự bất ngờ dễ mang lại thành công. Chắc các bạn vẫn còn nhớ quán bún chả Obama chứ? Tháng 5 năm 2016, Barack Obama khi ấy là đương kim Tổng thống Mỹ. Trong chuyến thăm Việt Nam, được đầu bếp và là một cây viết về ẩm thực nổi tiếng của CNN, Anthony Bourdain dẫn ông Obama đi ăn bún chả Hương Liên và tham gia ghi hình. Chủ quán kể rằng dù được thông báo có đoàn quay phim Mỹ đông người đặt bàn từ trước, họ hoàn toàn ngỡ ngàng khi đón tiếp vị Tổng thống. Bà Liên nhớ lại, tôi hỏi ông ấy bún chả ngon không, thì ông ấy giơ ngón tay cái. Sau ngày hôm ấy thì lượng khách đến quán của bà Liên tăng lên rất nhiều. Khác với đặc trưng quạt chả vỉa hè Hà Nội, bún chả Obama có bếp ăn riêng để phục vụ lượng khách lúc cao điểm. Cơ sở kinh doanh này gồm 5 tầng. Giờ đây với sức chứa trên dưới 300 người, quán thường xuyên ở trong tình trạng kín chỗ vào buổi trưa, thời điểm người dân ăn bún chả nhiều nhất. Đó là chưa kể khách mua mang về. Có thể nói là từ đấy về sau thì quán bún chả Obama vẫn chưa hề hết hot các bạn ạ. Vẫn còn rất nhiều thực khách. Họ vẫn nườm nượp kéo đến quán để thưởng thức món bún chả mà Tổng thống Obama đã từng ăn khi ở Hà Nội. Trong cuộc sống thì hầu hết thành công của mỗi người đều được đo bằng thời gian, có phải không các bạn? Khi còn ngồi trên ghế nhà trường từ cấp 1 cho đến hết đại học thì thành công của bạn được đánh dấu trong thi cử. Và thời gian 45 phút, 90 phút hay 180 phút đều là cái mốc thời gian mà bạn cần phải hoàn thành một cách xuất sắc. Trong các cuộc ganh đua, thi thố khác cũng vậy, thời gian vẫn là thước đo cho sự thành công. Như vậy, yếu tố cốt lõi trong quá trình thành công của mỗi con người chính là tốc độ. Đến với bí quyết làm giàu thứ hai của người Trung Quốc, đó là bí mật kinh doanh về tốc độ. Chuyện kể rằng, có một hãng giày Hữu Liên Sơn đời nhà Minh, ông chủ của hãng tên là Hảo Tịnh. Cái tên Hữu Liên Sơn có nghĩa là liên tục tăng tiến các bạn ạ. Cửa hàng khi lấy số đo của khách hàng thì thường lưu giữ rất cẩn thận thông tin của khách hàng. Thậm chí, họ còn ghi nhớ cả những đặc điểm về đôi chân của khách hàng nếu như có điều gì đó khác thường nữa. Một hôm,
có một học giả đã tìm đến cửa hiệu Liên Sơn để đặt đóng một đôi giày. Cửa hàng như bao lần cũng ghi chép thật cẩn thận số đo của người chủ nhân mà không hề hay biết rằng sau lần đó, học giả Trương Hồng Sơn đã đỗ khoa bảng cao. Cách đó không lâu thì có một vị quan đường triều cũng đến đặt một đôi giày làm quà tặng. Chỉ cần nói đến tên khách hàng là đại học sĩ Trương Hồng Sơn thì cửa hàng đã mau chóng có được số đo của vị học giả lần trước. Và đôi giày được giao cho khách hàng chỉ 3 ngày sau đó. Chính nhờ vào việc giữ được hồ sơ của khách mà hãng hiệu Liên Sơn đã mau chóng đóng giày vừa chân cho khách hàng. Câu chuyện này đã cho chúng ta thấy được việc phải nghiên cứu, thu nhập tin tức thị trường quan trọng đến mức nào. Thế nhưng, cần kịp thời sử dụng tin tức để quyết đoán cũng chính là điều quan trọng. Trong một xã hội cạnh tranh khốc liệt như ngày nay, thì người làm kinh doanh có thể tồn tại được hay không chính là nhờ vào sự khác biệt của sản phẩm có tính sáng tạo và độc đáo mà đối thủ không có được. Để cạnh tranh và phát triển kinh doanh bền vững, thì chúng ta không chỉ có những sản phẩm tốt, có chất lượng, mà trong kinh doanh, chúng ta cần phải có những ý tưởng kinh doanh sáng tạo và độc đáo nữa các bạn ạ. Đến với bí mật kinh doanh từ ngàn đời của người Trung Quốc mà Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ với các bạn, đó là bí quyết kinh doanh mới lạ. Ngày xưa, có một người tên là Cống Tử Giao, chuyên làm đàn cổ. Cống Tử Giao là một nghệ nhân nổi tiếng chuyên làm đàn nguyệt. Ông rất chú trọng trong việc chọn gỗ để làm đàn. Nhưng có một thời gian thì người mua đàn chỉ thích những chiếc đàn nguyệt cổ. Họ không biết chuộng đàn tốt khiến Cống Tử Giao đã phải suy nghĩ rất nhiều. Ông bèn nhờ điêu khắc gia làm hoa văn xưa rồi nhờ nghệ gia sơn, phết sơn có sắc cổ kính. Sau đó ông chôn xuống đất một năm để cây đàn mang nét cũ và cổ. Và khi đàn được đào lên, nhìn hoa văn và nước sơn đúng là nguyệt cổ. Khách hàng thấy vậy rất thích nên trả giá rất cao cho ông. Đàn sau này còn được dâng cho vua khiến tiếng tăm của Cống Tử Giao được nhiều người biết đến. Các bạn ạ, sự mới lạ là điều rất đáng được nói đến trong kinh doanh. Sản phẩm của bạn có liên tục dồi dào, thay đổi mẫu mã và đẹp mắt. Là một trong những thương hiệu hàng đầu của smartphone phân khúc cao cấp, thì Samsung không chỉ định vị mình hoàn toàn ở phân khúc cao cấp như Apple mà họ vẫn tiếp tục phát triển các sản phẩm điện thoại mới ở phân khúc tầm trung. Những smartphone tầm trung của thương hiệu này được đầu tư rất bài bản, không kém gì thiết bị thuộc phân khúc cao cấp. Đó là lý do mỗi dòng điện thoại tầm trung của Samsung đều mang trong mình những yếu tố khác biệt, chứ không chỉ là sự thừa hưởng các tính năng nổi bật từ dòng điện thoại flagship của hãng. Nhờ chiến lược phát triển sản phẩm này, Samsung hoàn toàn có chỗ đứng ở cả hai phân khúc. Bên cạnh đó, thương hiệu này còn có thể thu hút và bồi dưỡng những khách hàng trung thành sử dụng sản phẩm của họ theo quá trình từ thấp đến cao đấy các bạn ạ. Ngày nay, khi sự bão hòa thị trường cùng với sự tiêu chuẩn hóa sản phẩm ngày càng trở thành thách thức đối với những người làm kinh doanh, thì sản phẩm chọn gói vẫn là một phương thức giúp các bạn đối phó với thách thức đó. Và đến với bí mật kinh doanh và làm giàu thứ tư của người Trung Quốc mà Bí Quyết Thành Công muốn gửi tới các bạn, đó là bí quyết kinh doanh chọn gói. Có một người nước Chu chuyên làm nghề bán ngọc trai. Ông ta làm ra những chiếc hộp đựng ngọc trai bằng gỗ đàn hương, có viền đá quý quanh hộp, trang trí bằng hồng ngọc và lông chim để đựng ngọc. Người đời sau này vẫn kháo nhau rằng ông khéo bán hộp hơn cả bán ngọc trai. Bí quyết của người buôn ngọc trai ở đây là chọn gói phải hấp dẫn, quảng cáo phải bắt mắt. Ông thường mua lại những viên ngọc trai của những người đi thuyền chài. Sau đó ông chọn gỗ đàn hương thật đẹp để làm những chiếc hộp thật đặc biệt. Ngoài chạm hình long phượng để đựng ngọc quý, thì bên trong thuê người lót nhung tím tía. Khách hàng lúc đó nô nức đồn nhau về chất lượng ngọc trai của ông, mà họ không hề kháo nhau về chất lượng chiếc hộp. Trau chuốt từ trong ra ngoài khiến ông lời chọn gói. Còn có những khách hàng thì mua hàng chỉ vì chiếc hộp, chứ không phải là mê ngọc của ông. Có những khách hàng chỉ nhìn thấy chiếc hộp là đã ưng ngọc rồi. Ông chủ đã trúng mối một cách ngon lành. Theo các chuyên gia, một người kinh doanh muốn phát triển nhanh và bền vững thì nhất định phải nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Trong đó, nâng cao năng suất và chất lượng, cụ thể là chất lượng sản phẩm, là giải pháp then chốt mà nhà kinh doanh nào cũng cần phải chú trọng đẩy mạnh.
Đến với bí mật kinh doanh thứ 5 của người Trung Quốc mà Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ với các bạn, đó là bí quyết kinh doanh về chất lượng. Có một hàng thuốc tên là Tống Nguyên Đường ở Bắc Kinh. Họ rất tỉ mỉ trong việc chế thuốc. Cửa hàng chỉ dùng những thứ cao cấp để chế thuốc. Nào là vị thuốc quý ở miền xứ Trung. Nào là chỉ dùng thuần loại gà chân đen để làm thuốc ok bạch phụng hoàn. Gà thì phải chọn loại có đủ cân, đủ lạng. Giết gà phải giết đúng cách để đảm bảo tiết gà trong cơ thể và làm tăng giá trị dinh dưỡng. Có hơn 40 cách để chế ra thuốc viên, nhưng cách nào cũng rất tỉ mỉ để đảm bảo chất lượng thuốc tốt nhất. Bảo quản trong 3 năm nhằm hạ hỏa trong viên thuốc để thuốc có vị thơm ngon rồi mới đem ra bán. Đó chính là lý do mà tên tuổi của Tống Nguyên Đường vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay. Các bạn ơi, nghề buôn bán xưa và nay dường như đã khác xa một trời một vực có phải không nào? Thế nhưng về căn bản thì nó vẫn dựa trên 10 bí mật kinh doanh bất di bất dịch mà người Trung Quốc họ đã đúc kết từ ngàn đời rằng nếu thuộc lòng 10 quy luật này thì cầm chắc giàu sang trong tay. Chúng ta có thể thấy được đất nước Trung Quốc vốn được biết đến là một quốc gia đông dân trên thế giới và nổi tiếng với sự giàu có. Vậy thì người Trung Quốc làm giàu như thế nào? Bí quyết để làm giàu của họ là gì? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công cùng tiếp tục tìm hiểu 5 bí quyết kinh doanh còn lại của người Trung Quốc nhé! Đến với bí mật kinh doanh thứ 6, đó chính là bí quyết kinh doanh về sáng kiến. Bí Quyết Thành Công xin được kể với các bạn câu chuyện Lương Vũ Chu khống chế giá gạo. Trong thời nhà Đường thì giá gạo ở Tuân Chu tăng vọt vì hạn hán. Một vị quan tên là Lương Vũ Chu, thừa nhiệm của Thái Thú Tuân Chu sẽ lo đối phó với việc này. Ông yêu cầu quan lại ở vùng này phải chỉnh sổ gạo còn trong kho, rồi ra lệnh cho tuần sau sẽ cho xả kho gạo bán dưới giá chợ. Nghe thấy tin đồn Tân Thái Thú sắp bán gạo tồn trong kho vào tuần sau lan rộng thì cửa hàng nào cũng sợ gạo của mình bị ế nếu gạo trong kho được tuân ra chợ với giá rẻ hơn. Kết quả là giá gạo ở các cửa hàng đều giảm giá đồng loạt để mong bán hết. Vì thế mà Lương Vũ Chu không cần xả kho an toàn chút nào. Thế mới thấy Lương Vũ Chu đã khéo khai thác dư luận để tạo ra một thị trường tiêu dùng thuận tiện, có phải không các bạn? Các bạn ơi, trước khi ra khơi, việc chuẩn bị kỹ lưỡng không bao giờ là thừa đúng không nào? Các bạn phải xác định rằng kinh doanh là hành trình và bạn sẽ phải làm việc cật lực. Kinh doanh chính là chấp nhận những thử thách khắc nghiệt và hy sinh nhiều thứ. Đến với bí mật kinh doanh thứ 7 của người Trung Quốc mà Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ với các bạn, đó là bí quyết kinh doanh linh động. Ở triều Đông Hán, vùng Liêu rất đông dân chúng nhưng chỉ nuôi heo đen. Có một gia đình nuôi heo nọ lại có lứa heo đẻ toàn là heo trắng, rất là lạ. Ai biết được cũng rất thích và hiếu kỳ đến xem đàn heo. Ông chủ nuôi heo nghĩ rằng ở vùng này toàn heo đen nên bèn mang lứa heo đó đến chợ Nam Kinh để bán. Sau 3 tháng đi đường, ông mới tới nơi, nhưng ở đây giá heo trắng lại rất rẻ mạt vì ở Nam Kinh không thiếu gì giống heo này. Ông chủ nghĩ ngay trong đầu rằng, như vậy có thể khai thác giống heo trắng ở quê nhà thì sẽ được kha khá lời. Ông quyết định mua ngay giống heo trắng ở Nam Kinh mang về quê và bán được rất nhiều. Đồng thời ở Nam Kinh không có heo đen thì ông lại mang giống heo đen đến đó bán. Mới có một năm mà ông đã giàu lên nhanh chóng. Câu chuyện này cho chúng ta một bài học, đó là sự linh động là lợi thế tuyệt vời. Nó không những giúp ta đương đầu quyết liệt giành thắng lợi mà đôi khi còn đền bù được những thua thiệt mà chúng ta vấp phải nữa. Khổng Tử có câu, người không có chữ tín sẽ chẳng làm nên việc gì. Câu nói này vẫn được áp dụng trong cuộc sống ngày nay, đặc biệt là trong cách người Trung Quốc làm kinh doanh. Đây chính là bí quyết kinh doanh thứ 8 của họ, sự uy tín. Chuyện kể rằng, có một nhà thuốc tên là Hư Quỳnh Du Đường. Họ có lối thiết kế rất độc đáo, đại sảnh tiếp khách ở phía trong nhà. Khách hàng sẽ phải đi qua hành lang vòng vèo dài 30 mét trước khi tới nơi làm việc. Dọc hai bên đại sảnh, họ sẽ treo những tấm bảng đẹp trình bày 38 toa thuốc lừng danh. Ở đầu cũng treo những tấm bảng to để động viên khách hàng với giá cả đảm bảo, chất lượng thuốc hoàn hảo, không lừa bịp. Nếu khách hàng mua thuốc mà không ưng ý, có thể mang đến trả lại sẽ được bồi thường ngay thuốc mới. Còn chỗ thuốc trả lại sẽ được hủy ngay tại chỗ bên một lò than. Uy tín như thế quả là nhất có phải không các bạn?
Đến với bí quyết kinh doanh thứ 9 của người Trung Quốc mà Bí quyết Thành công muốn gửi tới các bạn, đó là bí quyết kinh doanh về lợi ích. Câu chuyện thứ 9 này kể rằng trên một đoạn đường chở hàng của các lái buôn thì đường dốc gồ ghề khó đi, cộng thêm tuyết rơi khiến cho các xe chở hàng đi lại rất khó khăn. Một xe chở hàng nặng, bánh xe bị lún vào tuyết. Trên xe chất đầy những lu to và rất nặng. Người đi đường xúm vào đẩy giúp mà xe hàng chẳng nhúc nhích một chút nào. Trời thì sắp tối, đoàn xe chở hàng không biết tính sao vì đoạn đường bị ùn tắc. Xe xếp hàng cứ dài dần trên đoạn đường dốc treo leo. Lúc đó có một lái buôn tên là Liêu Phổ cũng đi trên đoạn đường này rất nhanh trí. Ông đã hỏi giá hàng hóa trên chiếc xe bị lún tuyết hết bao nhiêu. Ông bèn mua hết số hàng trên xe rồi cắt dây buộc hàng, gỡ từng chiếc lu ra, nhờ mọi người ném xuống hẻm núi. Xong việc, mọi người kéo chiếc xe một cách dễ dàng và giải phóng đoạn đường ùn tắc. Ai cũng xôn xao muốn biết danh tính của người lái buôn hào hiệp đã bỏ tiền của mình ra để mở đường cho đoàn xe. Khi đoàn xe đã vào đến trong thành mà các lái buôn vẫn còn nói về Liêu Phổ, mọi người xúm nhau lại cảm ơn và đây cũng là cơ hội để Liêu Phổ bán thêm được hàng hóa của mình. Như vậy thì hàng hóa được giao vào thành không bị muộn, vẫn đảm bảo được thời gian mà Liêu Phổ còn mở rộng thêm được mối làm ăn nhờ tấm lòng hào hiệp. Nếu như trước đây, nhiều người lo ngại rằng sự cạnh tranh không lành mạnh sẽ trở thành mối đe dọa đối với xu thế hội nhập trong kinh doanh, thì ngày nay sự phát triển của nhiều hình thức liên doanh, liên kết đã mở ra một viễn cảnh hợp tác mới theo những chiều hướng tích cực hơn. Nhiều nhà kinh doanh đã nhận ra rằng bằng việc thúc đẩy và phát triển các mối quan hệ thân thiện với nhiều đối tác thì họ có thể tận dụng được nhiều cơ hội để tăng lợi nhuận hơn. Và đến với bí quyết kinh doanh cuối cùng mà Bí quyết Thành công muốn gửi tới các bạn, đó chính là sự thiện chí. Có một người tên là Hứa Thế Vân, trước đó ông ta buôn vải, sau lại chuyển sang làm nghề môi giới ngành mỹ thuật. Do tay nghề còn non kém nên ông bị thua lỗ nhiều, phải sống vất vưởng ở xứ Chu. Cuộc sống vất vả, ông bèn nghĩ ra một cách là tìm mua tranh cổ ở những tiệm cầm đồ với giá rẻ. Sau đó, thuê người bồi lại tranh, sao cho sạch sẽ, rồi tìm mọi cách dâng và bán tranh cho những vị quan trong vùng có danh tiếng. Việc bán tranh đã có lãi, ông còn nhờ những vị quan mua tranh viết cho mấy dòng thư giới thiệu để những người có sở thích chơi tranh cổ có tiếng tăm và có tiền. Cứ như vậy, nhờ những lá thư giới thiệu từ những người có uy tín, thì công việc làm ăn của ông trở nên thuận lợi, có nhiều vốn. Hứa Thế Vân nhờ đó mà tự mở được một phòng tranh và sống dư giả từ đấy. Trên đây chính là 10 bí quyết kinh doanh của người Trung Quốc đúc kết từ ngàn đời. Bí quyết thành công mong rằng với 10 bài học quý giá này thì các bạn sẽ áp dụng chúng một cách linh hoạt vào công việc kinh doanh và con đường làm giàu của mình. Tôi tin chắc những kinh nghiệm quý báu này sẽ giúp các bạn luôn thành công và giàu có trên hành trình kinh doanh của các bạn. Giờ thì Bí quyết thành công phải nói lời dừng video ngày hôm nay tại đây rồi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên ấn nút like để ủng hộ Bí quyết thành công tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Và nếu được, các bạn có thể chia sẻ video hữu ích này đến với nhiều người hơn nữa nha. Ngoài ra, nếu có ý kiến đóng góp nào thì các bạn có thể để lại ở phần bình luận phía dưới. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.